Chào tất cả anh em. Nay mình cập nhật tới anh em Jibo xanh Sapphire nha nè. Sapphire màu xanh nước biển nha. Em này rất là sang trọng, phong cách và rất là nam tính nha. Đặc biệt em này anh em sử dụng hoặc làm quà tặng, quà biếu cho người thân bạn bè cũng rất là hay nha nè. Số điện thoại lên tiêu đề clip nha nè. Có nhu cầu anh em cứ alo mình ha. Trên tay anh em trước ha. Đây là em Jibo xanh Sapphire toàn thân nha nè. Màu xanh nước biển rất là đẹp ha nè. Hàng zin hết nha nè. Chính hãng Jibo Mỹ ha. Hộp đựng giấy tờ, mã vạch chính hãng đầy đủ nha nè. Hàng điêu 100%. Chưa hề đụng chạm tới em nó ha. Hàng zin hết. Rất là sang trọng, toàn thân em nó được phủ sapphire nha nè. Tôn lên vẻ sang trọng, tinh tế và đẳng cấp nha nè. Đặc biệt là đi chung với màu xanh da trời, hay còn gọi là xanh nước biển, em nó càng đẹp nha nè. Rất là nam tính ha. Xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em cứ vô trang Facebook mình nha nè. Click vô đường link ở phần miêu tả video nha nè. Kết em nó anh em cứ alo lấy giá giùm nha nè. Em này thay đổi giá từng thời điểm ha. Hàng tuyển nha nè. Đặc biệt là em nó dưới chân có cái chữ Jibo nhỏ nhỏ nha nè. Rất là phong cách ha. Anh em yêu mến đăng ký kênh Jibo Tuấn Nguyễn ủng hộ mình ha nè. Cảm ơn tất cả anh em ha. Nhu cầu anh em cứ alo nha nè. Hàng chính hãng rất là nhạy lửa ha. Bao anh em test chất thoải mái khi giao hàng nha nè. Toàn thân xanh sapphire ha. Rất là đẹp phong cách ha nè. Giấy tờ kèm theo đầy đủ ha. Gặp lại anh em ở các video tiếp theo ha. Chào tất cả anh em ha.